Hai vô một cái là biết bao nhiêu bó mà cho nó luôn. Bây giờ vợ chồng em á, đi lại công ty của chồng em á, mua nhà ở á, buôn bán này kia á, vô tới công ty rồi cái kho rất là lớn luôn. Xin chào con. Hi, theo xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Thưa mẹ con đi học. Phanh tay hầu lại. Bẹ tung. Phanh tay hầu lại. Ừ. Thưa ông bà cô chú con đi học. Thưa ông bà cô chú con đi học. Con thương mẹ không? Thương mẹ. Thương nhiều không? Nhiều. Thiệt không? Thiệt. Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để chị. Thương mẹ phần nào? Ừ, nhìn mẹ nè. Thương mẹ nhiều không? Nhiều. Thiệt không? Yeah. Rồi bye bye ông bà cô chú con đi học bye đi. Bye bye con bà cô chú. Bữa nay hai vợ chồng em đi chợ cô chú. Đi chợ xong rồi hồi đặng cho chồng em đi lại chỗ công ty làm. Tại vì bữa đó lại công ty đó làm cái người ta thử việc một buổi sáng á. Rồi người ta kêu á, buổi chiều mình lại nữa rồi người ta cho mình biết kết quả. Tại vì coi thử mình chịu được cái năng lực cũng như là cái công việc đó mình có chịu được cái áp lực này kia không đó cô chú. Tại vì làm một ngày tới 12 tiếng nhưng mà không có cho ra ngoài nghỉ ngơi gì hết trơn á. Đi vệ sinh cũng không có đi được luôn đó cô chú. Thay người nhưng mà cũng hơi bị khó, chỉ cho đi một lần cho một ngày thôi. Rồi ăn cơm thì đứng tại chỗ ăn luôn, vừa ăn vừa coi cái máy á cô chú. Cho nên người ta cái máy người ta chạy xuyên suốt luôn, cho nên mình không có được nghỉ ngơi đi ra ngoài gì hết trơn á. Là một ngày 12 tiếng, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối thì được 180 tệ. 180 tệ là tiền Việt Nam mình 600 hơn đó cô chú, 600 hơn gì đó. Kệ ba ma mẹ cho chỉnh không? Ngó gói cho bà nội cô chú. Mua áo gói cho bà nội với cô chú. Thằng ba tiêu chuyện là hả? Ê lòng cô. Ê lòng cô mẹ cái này đi. Đi sao? Mẹ này đi. Đây là hổ giòn ha. Đây là hổ giòn ha. Cái hoa màu tím đẹp quá cô chú ơi. Cá ngon quá trời luôn à. Này mới khai trương này cô chú. Ăn ba cái xì đầu xiên que á. Cái tiệm mì cay mới mở nè cô chú, mới khai trương. Chồng em rủ vô đây ăn thử. Qua quá trời luôn mà, qua luôn bằng lúa mạch đó cô chú. Nó qua bằng lúa mạch vậy nè cô chú. Khai trương một cái là biết bao nhiêu bó mà cho nói luôn. Chồng em ăn ở đây nữa rồi cô chú ơi, ăn thịt lừa nữa rồi. Chồng em phải ăn thịt lừa nữa. Nửa cái 15 ngàn, 15 tệ. Sao má sư hữu khoai à? Trời ơi, ăn cái bánh 15 tệ. Ừ.
Cô chú ơi, qua quá trời đẹp luôn rồi, đường hai bên lề đường. Để em đi vô trong coi ơi. À, hoa màu tím thì hoa gì em cũng không biết luôn. Giờ nó mọc ra đầy đường hết trơn, nắng lại cô chú. Nè, à, thấy em chưa? Mà thêm cái hoa này nữa. Như một vườn hoa. Hoa này em cũng không biết hoa gì nữa. Màu tươi gói đẹp quá à. Dài dài tới đằng đó luôn. Ừ, cái này kiểu như là người ta làm hai bên lề đường, tưởng tượng như là công viên vậy đó cô chú. Đẹp ghê không? Hoa phù dung là nó cũng bự vậy đó, sớm nở chiều tàn. Coi là nguyên một chùm hoa bự rồi nè cô chú ơi. À, thơm lắm luôn nè. Ong ngùi gì bay quá trời luôn. Chùm 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 luôn. Quá trời hoa luôn rồi cô chú ơi. Một màu đỏ thắm rực rỡ, sắc hương. Màu hồng nè, màu trắng nè, trắng sữa nè. Trời ơi, nguyên một vàng hoa em mê dữ lắm luôn. Thấy ham thiệt luôn á. Qua này chùm 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 luôn cô chú. Đỏ nhung, màu đỏ nhung đẹp quá. Màu này có pha chút ánh sen vô nè, đẹp. Vàng có đủ màu hết trơn luôn, đủ màu sắc hết trơn. Màu tím luôn. Em ơi xem đẹp quá vậy em. Đây là cái tương tự như là cái khu chung cư nhưng mà nó xây kiểu theo bên chung á cô chú, của cái anh bác sĩ nhà ảnh ngay đầu đường này nè cô chú, là cái phòng khám tư nhân của ảnh đó, giờ ảnh làm thêm đây nè cô chú. Nhìn nè, cái khu chung cư nhìn nó mới mẻ. Bên đây thì trồng hoa rồi của ảnh đó, anh chuẩn bị đó cái lối đi nè, lối đi trồng hoa hai bên đẹp thích cưng không. Đường vào nhà em sao đẹp quá. Đường nhà em ước gì cũng có hoa này. Đây là cái cửa chính nhà. Anh trồng hoa bên đây anh làm như là có công viên đó.
như là cái công viên nhỏ nhỏ để cho mình đi chụp hình đồ này kia đồ cô chú, sống ảo này kia đồ đó, nhưng mà chưa có hoàn thiện á, mới có chồng thôi à. À, con tôm hùm nó gặp em nó trốn nè cô chú, nó sợ em bắt nó hay gì á con nè, lui lui con nè, thấy ghét không? Bữa nay anh này lấy về quá trời nhiều tôm hùm luôn. Trên đây thì tôm hùm đất bao la tình buồn, còn cái này thì tôm tích. Tôm đất vô sao ơi sao mà sao hậu suy về nè. Hoa chứ. Vậy này chỉ lựa tôm hùm đất này cho chú. Thấy ham chưa? Thấy quay chị bê. Thấy quý là. Chị đang lựa con chết ra. Nào nè. Ê đồ con mày chỉ ra đây rồi em thôi. Vô ý chị ta xa đi. Quá trời tôm hùm đất rồi cô chú ơi, vô mùa rồi. Ở đây thì bán mắc hơn chỗ hôm bữa em mua trực tiếp. Trong đó thì có con cá đa, cái gì ta, cá lưỡi trâu. Đây là con rùa hay con ba ba em cũng không gành nữa cô chú, tại vì em không có từng tiếp xúc, em không có biết á. Nó tôm ơi, em đi đâu đó tôm, em đi trốn chị hả tôm, ra đây nè em ơi, em sao còn một một vậy. Quá trời một ngỗ luôn. Hồi nãy thì vợ chồng em đi chợ xong rồi, bây giờ vợ chồng em đi lại công ty của chồng em. Em coi thấy coi chồng em làm công việc gì, làm như thế nào á cô chú. Giờ cô chú đi theo em coi chồng em làm công việc gì nha, rồi ở đó như thế nào, làm cái đó có vất vả này kia không, thì mời cô chú đi theo em. Lúc này là hai vợ chồng em đi lại chỗ công ty á, gần tới đó cô chú. Đi cũng xa, từ nhà em qua tới chỗ này đâu hơn 30 phút đó cô chú. Chạy xe chồng em chạy cũng nhanh lắm đó, mà chạy hồi nãy giờ mà chưa có tới á, xa lắm. Lúc này là con bé heo nó đi học đó, hai vợ chồng em đi à. Cái lúc này là sắp tới rồi nè, chạy qua cái đoạn đường khác rồi đó, quẹo qua cái khu quẹo rồi đó. Chạy hồi nữa cái chồng em nói, em hỏi chồng em á sao mà xa quá vậy. Cái chồng em nói vậy chứ gần đâu có chỗ nào làm được đâu, gần thì làm cũng như như mình với quê mình với đó cô chú. Quê em á là mấy cái công ty gần gần nhà thì làm lương không có cao, đi lên thành phố là đi xa xa nữa thì mới có công ty lương đỡ một xíu, còn gần quê mình thì nó lương thấp hơn, cho nên chọn nói toàn là xa gì không đó, làm không làm thì thôi chứ xa gì không à. Thôi là con đó. Ôi ôi cô chú ơi, cái này người ta xây đặng cho những người mà ta thuê hay là cái gì mặt bằng á, đặng buôn bán này kia cô chú, giống như ở chợ mình vậy đó, xây liền liền nhau giống giống nhau vậy đó, thuê hay mướn hay mua vậy đó. Là công ty của chồng em, công ty mới nè cô chú, sáng làm buổi rồi người ta nói thử việc rồi người ta quan sát mình coi làm sao rồi người ta mới nhận mình á. Bữa nay vô tình hai vợ chồng em đi ngang cái chỗ này á, thấy đẹp tương tự như ở khu lắng biển ở chỗ quê em á, nhìn cái nhớ nhà ghê luôn vậy đó cô chú. Thì ở đây cái dãy này là người ta mới xây lên để cho người ta thuê hoặc là người ta mua á cô chú, mua nhà ở á, buôn bán này kia. Tới rồi cô chú ơi, toàn là mấy công ty kế nhau luôn á, nhưng mà làm cái gì không biết nữa mà bụi lắm. Mời cô chú anh chị đi theo em tham quan công ty mới của chồng em làm như thế nào, làm những cái gì nha. Đây là em vô tới công ty rồi, cái kho rất là lớn luôn. Cái này là chuyên gia làm cái keo gì mà mình bỏ vô trong cái máy, cái bắt đầu ghim điện vô nó chảy ra cô chú. Giống như bữa mà em làm qua giả ở nhà gì đó, cái nó chảy ra cái mình gắn vô cho nó dính lại cô chú. Nó là bằng nhựa đó. Rồi có cái cuồng dây sợi dài dài như là cuồng chỉ bên Việt Nam mình vậy đó, nhưng mà người ta bằng nhựa. Người ta làm cái gì thì em không có biết nữa, em chưa có hỏi chồng em nữa. Màu xanh có nè, rồi màu tím nè, rồi màu xanh đậm có nè. Nó màu đỏ đó cô chú, cũng nhiều màu lắm, màu cam, màu vàng nữa, rồi màu trắng nữa. Đây là mấy cái hạt keo á, để cho qua nó dính lại với nhau cô chú. Mình để vô cái máy nó nóng lên nó chảy nhựa ra, cái mình gắn vô cũng nhiều màu sắc lắm luôn. Nó màu trắng, rồi màu xanh, rồi màu bên đây là màu vàng vàng, mà sao không biết sao em quay lên sao mà nó màu trắng luôn á.
ở ngoài nó màu vàng vàng á cô chú, không hiểu nổi luôn. Cái mấy cái máy này nó hút nó làm sao đó, em không có vô cho nó quay được, người ta không có cho á cô chú. Người ta sợ như mình quay làm này cái kia á, em chỉ quay được nhiêu đây thôi à. Cái này là người ta làm xuyên suốt luôn, làm như là băng chuyền, rồi máy nó chạy xuyên suốt không có ngừng. Tại vì mỗi lần mà mở lên đó là nó tốn điện dữ lắm luôn cô chú, cho nên không có ngừng. Thành ra là chồng em á làm là không có cho ra ngoài, không có được ăn cơm tung tăng gì hết trơn á, không có cho nghỉ ngơi phút nào hết trơn luôn á. Ăn rồi làm liền luôn, vừa ăn vừa làm luôn chứ đó cô chú, cầm bánh ăn vừa làm luôn. Rồi cái này thì máy móc nó trên này kia, nói chung là em không gành vấn đề máy móc. Chồng em đi làm chưa về nữa, em không có thời gian để hỏi chồng em, chồng về trễ quá không có hỏi được á. Vài bữa nay em hỏi rồi em nói cho cô chú anh chị nghe sao nha. Nó mấy con chỉ nè màu đỏ nè, nó bằng dây bằng nhựa cô chú, em không biết người ta làm gì nữa mà người ta quấn vô tương tự như cuồng chỉ của mình vậy đó. Nhìn nó ngộ ngộ, lần đầu tiên em thấy á, công ty lớn lắm luôn, quá trời luôn, làm thấy gì ghê, thấy ham luôn. Cái này chắc là nó đương vô cái gì cô chú ơi, bằng nhựa, nhìn ở ngoài nó ấy hơn. Trong video thì em không có biết nói làm sao cho cô chú hiểu á, tại vì em cũng không có biết là làm cái gì á, em chưa có hỏi chồng em được, cho nên cô chú thông cảm. Quá trời rộng lớn rồi cô chú ơi, làm cái gì như là cuồng chỉ vậy đó. Lúc này là hai vợ chồng em đi về đó cô chú. Xong rồi, hai vợ chồng đang trên đường về. Cái sáng giờ hai chồng chưa ăn gì á, cũng như chồng em làm bữa trưa về đó thì ăn cơm rồi, chồng em ăn cơm em nấu. Còn em thì ở nhà không có ăn, cho nên chồng nói để đi kiếm gì hai vợ chồng ăn đó cô chú. Thì đi qua đây vô trong đây ăn cái mì cay, mà cái kiểu không có ăn mì cay nữa mà gấp mấy cái món mình thích á. Xong rồi mình vô mình kêu người ta xào á cô chú. Xào bên đây kêu bằng cái gì chồng em nói mà em quên nữa rồi ta, em hay quên quá à. Cái tên gì vô ít tiện la, ít tiện la, ít tiện tiện la xe tàu đi qua nữa là biết sao. Ta cá hả nhá. Có sao mấy mấy sao. Hai tầm mất rồi. Nó là gì mà. Mà coi chú ăn cơm. Ni hao. Ni hao, ni cái mãn á. Ni cái mãn á. Ni xí xả ra. Chọc chồng em hỏi chồng em ăn gì đó, ăn nhiệt tình lắm mà nghe. Ăn sạch nồi rồi đó cô chú. Đang vét nồi đang chuẩn bị đi về. Hello con. Siêu rồi con. Cho ta cha siêu siêu ơi. Trời chiều nè cô chú ơi, trời chuyển mưa rồi, đang chuẩn bị mưa lớn lắm luôn. Lỗ cũng nó hành tua kìa, cái tủ đó bán đồ chiên nhìn hấp dẫn quá. Video của em đến đây là hết rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem, bye bye, hẹn gặp lại video sau.